chào các bạn. Các bạn đã đói chưa? Tôi có đồ ăn đây. Đố biết là gì đấy? Đây là một gói thạch nha. Ngon cực luôn. Cũng bóc ra để cùng ăn nhá. Ui chà, lắm thạch thế nhỉ. Chúng ta cùng xem có những thạch màu gì nha. Đây là màu gì? Đây là màu hồng. Và thạch này là có vị của quả dâu tây này. Đấy, các bạn nhìn quả dâu tây chưa? Đây, quả dâu tây đây. Strawberry đấy. Để đây nào. Thạch này là màu gì nhỉ? Đây là thạch màu xanh. Thạch màu xanh lá cây. Chà chà. Có hương vị của quả dưa đấy nha. Đấy. Melon nha, quả dưa đó. Chà, thạch này ngon lắm đây, thơm ngon cực luôn. Chà. Thạch này là thạch màu gì nhỉ? Thạch màu vàng nha, màu vàng có vị của bắp ngô này, bắp ngô này đó. Bắp ngô đó nha. Các bạn nhìn thấy bắp ngô chưa? Đấy, tuyệt vời nha. Thạch màu gì nhỉ? Đây là thạch màu trắng nè. Màu trắng của cùi dừa nè đó. Thạch là thạch làm có vị của quả dừa đấy. Nhìn thấy chưa? Thạch tuyệt vời chưa? Chúng ta chuẩn bị ăn nha. Đây nữa nè. Đây lại một cái thạch màu vàng nữa, nhưng vàng tươi. Vàng tươi của quả gì đây nhỉ? Quả dứa nha. Đây, quả dứa đây, các bạn nhìn thấy chưa? Đây một cái thạch màu vàng nữa, màu vàng của quả chuối nha. Các bạn nhìn thấy quả chuối nha, mấy quả chuối nè, 1, 2, 3 quả chuối nha, chuối chín nha, thơm lừng luôn. Đây nữa rồi, lại có một chiếc thạch nữa, thạch màu hồng và có vị của quả đào, peach. Đấy, peach, quả đào đây, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, quả đào đẹp lắm nha, quả đào ngon lắm nha. Xem nào, có quả gì nữa nào. Và bây giờ thì chúng ta cùng chơi với những cái thạch này nhá. Chúng ta xếp cái thạch này, một ngọn núi nhá. Xếp này nào. Xếp cao lên nào. Xếp thạch cao lên nhá. Xếp cao lên nào. Đẹp không ạ? Quy rồi, đổ rồi. Xếp thành ngọn núi nha. Ngọn núi của chúng ta đấy. Đấy, ngọn núi của toàn thạch thế này. Tuyệt vời chưa? Ôi, đổ rồi. Xếp ngọn núi rất là khó nha. Thế bây giờ chúng ta xếp thành hình vòng tròn nha. Xếp thành hình vòng tròn nha. Đấy, hình vòng tròn. Thêm một chút nữa thì thành vòng tròn to nha. Đây vòng tròn nhỏ này. Bây giờ xếp vòng tròn to nha. Xếp một vòng tròn to bao quanh vòng tròn nhỏ nha. Nào, chúng ta xếp nha.
tròn đấy nhá, các bạn nhìn này, hai vòng tròn đó, một vòng tròn to, một vòng tròn nhỏ, đó, nhiều chưa? Tròn nha các bạn nhìn đi, thật tuyệt vời nha. Đó, chúng ta có hai vòng tròn nha, đẹp chưa nào? Đó, vòng tròn của chúng ta đấy. Đó, vòng tròn đẹp quá. À, bây giờ chúng ta cùng chuẩn bị ăn thạch nha. Nào, mời chú công nhân ăn cái thạch màu này nha. Đó, chú công nhân mới xúc ăn thạch màu xanh này. À, bạn lái mẹ ở đâu nhỉ? Đấy, úi chà, bạn ăn thạch gì nhỉ? Thạch dừa nhá. À, là để cho bạn lái thạch dừa. Bây giờ thì mời các bạn cùng ăn thạch với chúng tớ nha.